sinh thân mến, tai nạn giao thông là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, an toàn giao thông là mục tiêu chung của mọi người. Đặc biệt đối với những em học sinh là tương lai của đất nước thì điều đó càng quan trọng hơn bao giờ hết. Thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, việc thực hiện tốt an toàn giao thông là tiêu chí mà nhà trường yêu cầu 100% học sinh tham gia. Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa, được sự nhất trí của các cấp ngành, hôm nay trường Trung học cơ sở Tam Phước vinh dự là đơn vị được chọn để tham gia hội thi tuyên truyền về an toàn giao thông dành cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đến với hội thi ngày hôm nay với tinh thần giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong học tập, sinh hoạt cũng như thắt chặt từ liên kết giữa các trường, và quan trọng nhất là đi đua ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Đây là cơ hội giúp chúng em nâng cao nhận thức về pháp luật, trật tự an toàn giao thông, từ đó cái cách xử lý gặp khi tình huống gặp phải khi tham gia giao thông, cái cách ứng xử có văn hóa và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đội thi của chúng em xin kính chúc hội thi thành công tốt đẹp. Với chủ đề của hội thi năm nay, trường chúng em xây dựng đề cương dự thi với nội dung chính ý thức chấp hành an toàn giao thông của học sinh nói chung và xây dựng môi trường giao thông an toàn trong trường trung học cơ sở Tam Phước. Sau đây, chúng ta cùng nghe qua một số thực trạng về vi phạm an toàn giao thông hiện nay. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vào năm 2018, đến năm 2022, có 73.482 vụ tai nạn giao thông, 55.010 người bị thương, 34.378 người tử vong, và trong 9 tháng của năm 2023, 4.800 người chết vì tai nạn giao thông. 90% số vụ tai nạn giao thông liên quan xảy ra từ liên quan học sinh từ 16 đến 18 tuổi. 52% học sinh trung học phổ thông đến trường bằng xe đạp điện, xe gắn máy, không có bằng lái xe. Theo báo Đồng Nai số ra ngày 10 tháng 10 năm 2023, đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết toàn quốc đã xảy ra 563 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh, sinh viên, trong đó có 329 em học sinh tử vong và 528 em học sinh bị thương. Tại Đồng Nai, toàn tỉnh có 5 vụ tai nạn xảy ra liên quan đến học sinh, làm 2 người chết, 7 người bị thương, chủ yếu là học sinh tiểu học và trung học phổ thông. Các bạn ơi, với những con số liên quan đến vi phạm an toàn giao thông và tai nạn thương tích như trên, đúng là những con số báo động. Không ít những trường hợp mà mẹ mất con mất cha, gia đình đau xót. Sau những tai nạn như vậy, người còn sống cũng ít nhiều để lại những hậu di chứng về sau. Đó đều là những mất mát do tai nạn giao thông gây nên, để lại nhiều hậu quả đau lòng. Rõ ràng, an toàn giao thông đóng một vai trò quan trọng cho cá nhân và cho xã hội. Việc chấp hành các nội dung trong điều luật về an toàn giao thông sẽ góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tai nạn giao thông xảy ra do ngoài ý thức chấp hành của một số bộ phận các em học sinh chưa tốt, thì còn những nguyên nhân chủ yếu là do cha mẹ hoặc người lớn như không đặt mũ bảo hiểm cho mình, cho con khi đi xe gắn máy, uống rượu, bia, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, lấn làn, lấn luồng, không chấp hành, thậm chí chống người thi hành công vụ. Không ít các trường hợp xảy ra còn đáng tiếc là chính từ sự bất cẩn của người lớn. Như trong tình huống sau đây, xin kính mời quý ban giám khảo, quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh đón xem. Giá này thôi. Dạ đây bà.
Rồi có ngồi ở đây anh em ở đây ha. Tôi đi đứng bực ha. Đi con. Tại chứ con đi học sắp dễ rồi. Đâu có được, cái bạn ta mới tới rồi đi được. Nhưng mà nay không có bài dự giao quan trọng ở trường nó không có bỏ được. Căng đi. Thôi ông dở thì đi học đi, ngay con người đi lại ông dở chậu tiếp. Bây giờ hai em ở đây. Rồi. Tôi đưa nhóc đi học cái giờ anh em mình về tiếp học 1 phút anh chị. Đừng đâu nha, phải có rồi đó, nắng nắng chịu. Thôi em lấy xe ba con. Xe ba để đi cho lẹ cho bên nhậu nha. Rồi rồi lên 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 lên. Trời ơi, trên đường giá nhiều không anh? Đâu? Thôi, ba đi chậm thôi, ba ơi, đi nhanh quá. Ok. Ừ. Ok. Ừ. Ừ. Cho mình hai đầu bên.
nhận chữ đâu đi chung nhóm trên gian hàng. Ra ngoài đường rất đông nên không nên phóng, chạy thật nhanh và chú ý xem mọi người nhé. Kính thưa quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến, nhằm góp phần nâng cao ý thức văn hóa khi tham gia giao thông, trường trung học cơ sở Tân Phước chúng em trong những năm qua đã và đang thực hiện một số biện pháp hiệu quả như sau: các học 100% học sinh và phụ huynh ký cam kết an ninh trật tự và an toàn giao thông trong và ngoài trường học, đăng tải trên băng rôn tìm hiểu các luật giao thông đường bộ và hình ảnh các biển báo, phát động học sinh tham gia thi đua nhắc an toàn giao thông của các lớp thông qua các tiết chào cờ, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về giao thông thông qua các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chào cờ, thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền và giáo dục về văn hóa giao thông trên fanpage và nhóm Zalo, Facebook của nhà trường. Tích cực phản ánh, phê phán những hiện tượng thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, luôn nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và có ý thức văn hóa khi tham gia giao thông. Khi gặp các bạn có những hành vi vi phạm điều luật về an toàn giao thông, nhà trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để giảng giải cho các bạn và phụ huynh hiểu rõ hơn, từ đó góp phần giúp các bạn nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông. Phối hợp với ban giám sự lớp và thầy cô giáo tăng cường tuyên truyền giáo dục về luật giao thông đường bộ, tuyên truyền rèn luyện nếp sống văn hóa trong giao thông bao gồm không uống rượu bia, không phóng nhanh vượt ẩu, không vượt đèn đỏ, không vận hành phương tiện mà không có đủ giấy tờ quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang bảo vệ an toàn giao thông, không có thói hư tật xấu trong ứng xử với mọi người cùng tham gia giao thông và đặc biệt là không để xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông. Sau một thời gian thực hiện, chúng em thấy các bạn trong lớp đã có rất nhiều thay đổi về cách ứng xử khi tham gia giao thông. Trong đó, biện pháp tổ chức các hội thi và các buổi tuyên truyền trong các tiết trào cờ được các bạn hưởng ứng rất tốt. Cũng như thông qua các buổi sinh hoạt, học sinh có thể cùng nhau trao đổi, bàn luận về văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Đây là cơ hội. Qua đó, mọi người cùng nhau chung tay xây dựng văn hóa giao thông văn minh cho xã hội. Những năm gần đây, việc học sinh đi xe gắn máy khi chưa đủ tuổi đã giảm hẳn. Gần như 100% học sinh đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện hoặc phụ huynh đưa đón bằng xe gắn máy. Đặc biệt vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, việc thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố Biên Hòa, được sự nhất trí của các cấp ngành, trường trung học cơ sở Tân Phước đã vinh dự trở thành đơn vị được chọn để thực hiện mô hình cổng trường an toàn giao thông và thành lập tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, được các trang báo Đồng Nai đưa tin. Vậy nên là học sinh ngay từ bây giờ khi còn ở trên ghế nhà trường, chúng ta hãy tích cực tham gia các hoạt động thiết thực do nhà trường tổ chức như tìm hiểu về luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông cho học đường, an toàn giao thông cho bạn, cho tôi, an toàn giao thông cho đường trường ngày mai, chấp hành nghiêm luật giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi trên xe gắn máy, xe đạp điện. Đặc biệt là sau khi chúng ta đã ký cam kết thực hiện an toàn giao thông vào đầu năm học, không thực hiện theo cách đối phó hay bị ép buộc, mà hãy thực hiện theo cách theo chính sự an toàn của bản thân mình. Ý thức là ở trong ta, chấp hành lời ngủ mẹ cha vui lòng. Cuộc sống của chúng ta ở phía trước có rất nhiều điều tốt đẹp, chẳng một giây an vui cả đời, tương lai vẫn đang rộng mở và chờ đón chúng ta. Thay đổi văn hóa giao thông bắt đầu ở chính bạn. Chúng ta hãy là những người tiên phong, biết sống lịch sự, văn minh mọi lúc mọi nơi, vì có văn hóa giao thông là sống vì cộng đồng. Thank you.
phần thi tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2023. Trường Trung học cơ sở Tân Phước đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh đã xem và cảm nhận. Một lần nữa, chúng em xin kính chúc sức khỏe quý ban giám khảo, quý thầy cô và thầy. Chúc các bạn học sinh học tập tốt, chấp hành tốt an toàn giao thông và luôn lấy chủ đề hôm nay làm kim chỉ nam. Thượng tôn pháp luật.